Đây thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu bát 3 tấc chuyên cho loa kéo với tên gọi là HA862. Vì sao nó có tên gọi là HA862? Vì nó chuyên cho các mạch loa kéo HA862. Ok ha, đây mẫu loa 3 tấc chuyên cho loa kéo HA862. Mẫu loa đặc biệt ha. Công suất 50W, trở kháng 4 ohm ha. Ok chưa? Âm thanh thì khỏi phải chơi ha. 3 tấc chuyên cho loa kéo HA862. Chuyên luôn ha, chuyên cho mạch luôn ha. Âm thanh thì khỏi phải chơi, kết hợp với một cái chép 3 in, 4 in hoặc là 5 in cho âm thanh cực kỳ hay luôn ha. Trải nghiệm thực tế đã cảm nhận được chất âm nữa ha. Từ là 10 cm. Ok ha.